khoảng cỡ ngày tuần mười mấy á, mới up lên trên tuần mười mấy mới bắt đầu up lên cho lớp trưởng gửi cho thầy. Ai có câu hỏi gì không? Thế em cho thầy xem qua giùm em cái bài của tụi em đi thầy. Sâu đi sâu đi. Mấy em làm mà điều khiển cái gì ta? À, em điều khiển con lắc ngược dùng LVR thầy. Ngược quay hay là ngược trên xe? Ngược trên xe Trời, cái đó làm là QR mà mở mấy bật, một bật hay hai bật? thầy. Dạ một một bậc thầy mà Ở tụi em có trên làm thêm swing up rồi nó có thì xem viên up là được á, có điểm dạ á. dạ dạ Sâu lên đi. Ủa mấy em swing up là dùng giải thuật gì? không biết em đọc theo trên báo nó là bù năng lượng vô để nó đưa lên. À, bù năng lượng. Phỏng được chưa? Là QR mô phỏng chắc dễ mà hả? Dạ mô phỏng được rồi thầy. À, còn bù năng lượng ơi, swing up lên được chưa? Dạ lên luôn. Rồi nha, tốt. Rồi ổn hết, ổn. Xuống nữa đi em. Nói chung là mấy em điều khiển là QR là được rồi đó. Không không, kết quả mô phỏng là QR, có show dưới được không? Show coi. Ủa? Vậy thôi hả? Không không có Mở kết lộn file quả rồi anh. Dạ nó là mở lộn file. hả? Không, mở luôn file hả? Rồi kéo xuống đi em. Ổn. Mà khoan, từ từ, mấy em tính toán mấy cái đạo hàm riêng đó là mấy em dùng MATLAB tính hay là tính tay? Tính tay thôi. À, tính tay hả? Ừ thì cũng được, cũng được, nhưng mà nếu mà mình tận dụng công cụ MATLAB thì mình đỡ cực hơn. Rồi xuống đi. Rồi. Ủa khoan, cái quy đó em chọn đâu ra vậy? Đang ngồi lửa dần dần thôi. Lựa dần Mò dần hả? mò. Thì cũng được. Nhưng mà chọn giá trị 1111 thì nó có tốt không, hay là vừa vô là không ổn định, mấy em phải lựa cho nó ổn định. Một là nó tốt rồi nhưng mà cái này em thấy nó tốt hơn. À rồi, Nó xác lập nhanh hơn. thì nói chung nếu em đưa ra được cái quy tắc mò thì điểm sẽ cao hơn, còn em dừng ở đó mà không giải thích gì hết thì điểm nó không có cao được bằng nha. Như là cái ma trận quy, ma trận R, cái quy 1, quy 2, quy 3, quy 4 trong cái ma trận quy nó cũng là cái quy lực liên quan tới biến trạng thái á. Rồi thôi được rồi, xuống nữa đi, xuống nữa đi. Nói chung là mấy em làm thành công rồi đó, còn tuyệt vời thì chưa tới mức tuyệt vời, nhưng mà thành công ở mức độ chấp nhận được là ok rồi đó. Với mà có thêm cái phần swing up nữa cho nên nói chung là nó ở mức độ tốt hơn khá rồi đó, nhưng mà còn xuất sắc thì chưa nha. Rồi xuống nữa đi em, xuống nữa. Rồi. Ồ, tốt quá. Ủa, khoan khoan, cái hình ảnh cái bên tay trái đó là hình ảnh em dùng Simicanic em vẽ ra em chạy luôn hay sao? Không cái này em không biết em thấy trong của người ta có cái hình trong cái Simulink có cái khối 3D em cho của người ta luôn. Ấy là nó cái khối có hình 3D hình như là cũng vẽ trong đó ra thầy. Có nghĩa là em lấy của người ta em chụp vô thôi chứ không phải là đây cái kết quả mà em dùng Không Simicanic kết của. quả cái hình nó của em ấy là cái người ta có thiết kế sẵn một cái khối 3D cái con xe em copy cái khối đó qua thầy. Chứ không có nghĩa là cái khối bên tay trái, cái khối hình ảnh cái xe đó với cái trụ mô phỏng của em là không có liên quan gì tới với nhau đúng không? Không nó là chung nhau thầy em mở mô phỏng lên cho thầy coi để đợi em xíu để em khởi động. Nếu em làm thêm cái phần mà có dính thêm mô hình 3D đó nữa thì là xuất sắc. Hãy đợi em xíu để em khởi động MATLAB.
Trời, nãy giờ em quên bật mic. À. Em nói quá trời. Không, nói chung là gì nè, MATLAB nó hỗ trợ sẵn cái khối cái xe này đúng không? MATLAB nó hỗ trợ sẵn cái hình ảnh khối xe này, cái em dùng cái kết quả mô phỏng này em chuyển qua cái nó chạy theo đúng cái mô phỏng của em luôn đúng không? Nó chỉ có em cũng biết hết sao, nhưng mà cái hình 3D này là người ta vẽ ở cái phần mềm nào ấy, chứ không phải là của MATLAB. Nhưng mà nó có bọn nó có MATLAB có khối là khối VSync là để coi được 3D. Em mở hay coi. Nhưng mà có nghĩa là cái này người ta vẽ chứ không phải là MATLAB vẽ, em lấy một cái file trên mạng đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi gì cũng được, nói chung ổn. Rồi vậy nè, ta sẽ cộng cho nhóm em 2 điểm. Nếu mà mấy em làm một clip hướng dẫn cái cách bóc khối ra, cái cách chạy chương trình như thế nào, rồi cái thức tính toán như thế nào ghi nó có nghĩa là mấy em làm một clip, mà clip đó nó là tài liệu của những cái sinh viên học về sau luôn. Em làm clip đó xong ha, thì thầy sẽ cộng cho nhóm em 2 điểm. Còn clip thì em sử dụng phần mềm SnapX, SnapX quay phim màn hình đó. Ha. Nói chung nhóm em làm là có cái phần dùng 3D nè, rồi có dùng cái swing up nè. Rồi cái quá trình tính toán là QR là mấy em tính chuẩn hết, có tính cái ma trận điều khiển là ok hết rồi. Thành ra nếu mà làm cái clip hướng dẫn, mà cái clip hướng dẫn này của em sẽ là cái tài liệu cho các sinh viên khóa sau nó nghiên cứu về cái điều khiển LQR cho xe luôn á, thì thầy sẽ cộng cho nhóm em 2 điểm ha. Làm gì đó đủ rồi thì đừng làm thêm nữa cũng được, làm gì đó đủ rồi nha. Dạ rồi. Rồi rồi ok. Để chờ bạn Đạt chạy mô phỏng thử. Tìm tài liệu hay chứ, một cái phần mềm người ta thay sẽ hiện cái thẳng đó. Sẵn cái này ít có ai mà share cho mình lắm Có em coi của mấy anh Ấn Độ này. Ấn Độ với Trung Quốc không, tụi đó share thì rất là nhiều nhưng mà nó share đồ ăn có độc cũng nhiều lắm á, cẩn thận. Ấn Độ với Trung Quốc là nó share tè le tét lét hết, mà nó share mà cũng phải kiểm chứng lại chứ, nó không nhiều khi nó share tầm bậy tầm bạ cho mình liền tịch tài kiếm phổ giả chết luôn á. Ai Mở lâu với ta, nhanh nhanh mở lên chạy danh tao mới cài lại một cái ok, nó đầu. đang quay, nó đang tải. Được rồi, nói chung là mấy em cứ làm clip như thầy nói đi ha. Thầy nghĩ là mấy em làm được cái đó là khỏi cần chạy đâu. Tại vì mấy em đang mở cái Google Meet nói chuyện với thầy là cái này nó tốn tài nguyên ghê lắm. Vậy ha, nhóm nhóm em là nhóm mấy? Nhóm 4 này. Nhóm 4 làm ok. Còn nhóm nào làm xong cái gì không đem show cho thầy coi coi. Không có thì tắt mic thầy để đây, có gì kẹt thì bật mic khỏi thầy ha.